Ngày 3. Tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Rất khó để tha thứ cho một ai đó đã khiến bạn tổn thương. Tuy nhiên, điều này có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và thậm chí là hàn gắn mối quan hệ của cả hai. Tha thứ cho người làm tổn thương bạn sẽ giúp chính bạn giải tỏa được căng thẳng. Vì vậy, đó cũng là cách mà để giúp bạn giúp đỡ chính bản thân mình. Học cách tha thứ cho ai đó có thể là một quá trình dài và cần nhiều cố gắng. Nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn tốt hơn so với việc cứ mãi hận thù trong lòng. Nếu bạn oán giận một người vì những tổn thương mà người ấy gây ra, bạn sẽ không bao giờ có thể bước tiếp được, cả trong cuộc sống lẫn các mối quan hệ. Hãy chấp nhận rằng điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Chấp nhận những gì người kia đã làm với bạn và hiểu được rằng bạn không thể kiểm soát được điều đó. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát được cách mà bạn phản ứng lại với tình huống. Nhận biết những khuyết điểm của chính bản thân và những việc mà có thể bạn đã khiến người kia bị tổn thương. Từ đó giúp bạn chấp nhận lỗi lầm và giải tỏa oán hận. Tất cả mọi người đều sẽ có những lúc phạm phải sai lầm, và việc nhận biết được sai lầm của chính bản thân sẽ giúp cho bạn thấu hiểu nỗi lầm của người đã khiến bạn bị tổn thương. Việc tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn sẽ không nguôi ngoai chỉ sau một đêm, nhưng bạn càng sớm có ý định buông bỏ thì bạn sẽ càng sớm được tự do, tập trung hướng về phía trước thay vì cứ mãi nghĩ tới việc đã qua. Tha thứ là thư thái. Bài thực hành: hãy viết một lá thư cho người đã làm tổn thương bạn và trải hết nỗi lòng. Hãy để cho những cảm xúc, nỗi đau, thậm chí là sự oán giận được bộc lộ. Sau đó viết 10 lần dòng chữ: tôi chấp nhận, tôi buông xả, tôi tha thứ, tôi trả tự do cho bạn và tôi trả tự do cho chính mình, tôi xứng đáng được hạnh phúc và bạn cũng vậy. Ngày 4. Tha thứ cho những người bạn yêu và cả những người bạn còn mâu thuẫn trong cuộc sống. Cho dù nếu có ai đó làm điều gì có lỗi với bạn mà không xin lỗi, thì để xóa bỏ sự giận dữ và ấm ức đối với họ, bạn cần yêu thương họ và yêu thương cả chính mình nữa. Điều này liệu nghe có vô lý quá không? Tôi còn nhớ đã nghe được ở đâu đó câu nói thế này: ghét tội lỗi nhưng yêu người phạm lỗi. Vì hành động sai hay là sai lầm nhất thời không bao giờ phản ánh được đúng bản chất của một con người. Yêu thương ai đó vô điều kiện không có nghĩa là thích mọi hành động hoặc ưa lựa chọn của họ. Nó có nghĩa là không để những điều đó làm ảnh hưởng tới mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ về mọi mặt. Nếu người bạn yêu nói lời gây tổn thương bạn trong lúc giận dữ, thì việc lựa chọn yêu thương chính là để cho họ biết những câu từ ấy đã làm bạn đau lòng, đồng thời tha thứ cho sự vô ý của họ. Hãy giúp họ trưởng thành và biết rằng họ đang được yêu. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn giữa việc sẵn sàng lòng tha thứ với chuyện để người khác lấn át, lấn lướt bạn. Hãy tự giải phóng cho bản thân khỏi môi trường mà trong đó bạn liên tục bị ngược đãi, bị lợi dụng. Đó là một cách lựa chọn đầy yêu thương dành cho chính mình và cho cả những người làm tổn thương bạn. Nhật ký yêu thương: hôm nay bạn đã thấy việc tha thứ dễ dàng hơn rồi chứ? Ngày 5. Yêu bản thân vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện bắt đầu với chính mình. Bạn biết những điểm yếu của mình rõ hơn ai hết, và bạn cũng biết rõ bản thân hơn là biết về người khác. Khi bạn có thể yêu chính mình bằng cách chấp nhận việc hiểu rõ những điểm xấu của bản thân, đó là lúc bạn có thể yêu người khác theo cách tương tự. Bạn phải có khả năng nhận ra, chấp nhận và tha thứ cho những điểm chưa hoàn thiện của bản thân thì mới làm được như vậy với người khác. Nếu bạn không cho rằng mình xứng đáng được yêu thương vô điều kiện thì bạn sẽ chẳng bao giờ thật sự mang tình yêu đó tới cho người khác. Mà ngày mà bạn yêu thương bản thân cũng sẽ chiêu đãi cả thế giới tình yêu thương của bạn. Bài tập thực hành: kể từ hôm nay, hãy đặt tay lên tim và đọc to những câu thần chú kết nối bản thân mỗi ngày. Tôi yêu bản thân mình. Tôi biết ơn chính mình. Tôi chấp nhận chính mình. Tôi tha thứ cho chính mình. Tôi trân trọng chính mình. Tôi đẹp đẽ. Tôi trí tuệ.
Tôi thành công, tôi hạnh phúc, tôi là điều kỳ diệu. Ngày hôm nay, hãy học cách khen ngợi bản thân bạn nhé. Bạn đã bao giờ nghĩ về việc khen ngợi bản thân mỗi ngày hay chưa? Nhiều người cho rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hãy thử và bạn sẽ cảm thấy hiệu quả bất ngờ. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn không nên có suy nghĩ tiêu cực, bởi tâm trí tối tăm sẽ chỉ tạo ra một ngày tồi tệ. Hãy bắt đầu ngày mới của bạn với 8 lời khen sau đây để giữ tinh thần lạc quan, tươi trẻ, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống không khó khăn như mình tưởng. 1. Tôi đẹp đẽ. Đây là lời khen đầu tiên bạn nên dành cho bản thân vào mỗi sáng. Tại sao ư? Bởi nhiều người đã đánh giá thấp bản thân mà không hề hay biết. Bạn thích điều gì ở mình? Đó có thể là một nét quyến rũ bên trong, như khiếu hài hước, hoặc bên ngoài, như nụ cười hay màu mắt của bạn. Khi bạn cảm thấy tự ti về bản thân, hãy chọn ra ít nhất 2 điểm mà bạn tự hào. Thậm chí, ngay cả khi không có ai chú ý tới vẻ đẹp của bạn, hãy nhớ rằng nó vẫn tồn tại và một ngày nào đó, mọi người xung quanh sẽ nhìn bạn thấy. Tôi mạnh mẽ. 2. Tôi mạnh mẽ. Bạn có thể hơi mít ướt hay có những vết sẹo ở cổ tay, nhưng bạn là người mạnh mẽ. Bạn đã trải qua những giờ phút đau khổ và bạn đã cố gắng giải quyết nhiều tình huống khó khăn khác nhau. Một lời khen nữa dành cho bản thân mỗi sáng, đó là bạn là một người mạnh mẽ và có khả năng đối phó với những điều tệ nhất. Thật khó để giữ được tinh thần mạnh mẽ khi mọi việc không thuận lợi và khi không có ai tin bạn, không có ai giúp bạn. Nhưng hãy luôn gợi cho bản thân nhớ rằng bạn là một người mạnh mẽ và không có thể gục ngã bạn. 3. Tôi có một cuộc sống đầy ý nghĩa. Lời khen này rất quan trọng, đặc biệt là với những ai không thể tìm ra ý nghĩa của mình. Thật khó để biết thực sự bạn sinh ra để làm gì. Dù bạn sinh ra để làm gì, bạn cũng nên tin tưởng rằng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đằng sau sự tồn tại của bạn. Bạn không vô dụng. Bạn xinh đẹp và thông minh. Bạn là người chắc chắn sẽ tìm ra vị trí của mình trong cuộc đời này. 4. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời vì tôi đang sống. Đúng là điều này nghe không giống như một lời khen tốt, nhưng thực sự thì là vậy đấy. Khi cuộc sống khó khăn, đen tối và mệt mỏi, bạn vẫn sống và bạn đang được sống trên một hành tinh tuyệt vời với những người tử tế xung quanh. Khi bạn sống, bạn có nhiều cơ hội thú vị đang mở ra trước mắt. Hãy tận hưởng cuộc sống này. 5. Tôi thông minh. Bạn có thể không phải là một người học rộng, hiểu sâu và điểm số ở trường của bạn cũng không quá nổi bật, nhưng bạn vẫn rất thông minh theo cách riêng của mình. Bạn có thể có vốn hiểu biết về người nổi tiếng hoặc nhớ được các chiến lược thể thao. Tất cả chúng ta đều có sự khác biệt về những lĩnh vực hiểu biết. Và đương nhiên, tất cả chúng ta đều thông minh. Nếu bạn không tự xem mình là thông minh, thì bạn nên học lại cách để đánh giá cao bản thân. Chỉ bởi vì bạn của bạn có công việc mới với mức lương cao hơn, không có nghĩa là họ thông minh hơn hay hạnh phúc hơn. Tiền bạc không làm người ta hạnh phúc. 6. Tôi được yêu thương. Thậm chí nếu bạn chưa có một nửa kia thì bạn vẫn được yêu thương. Tình yêu đến dưới rất nhiều dạng. Một số người yêu bạn một cách lãng mạn, trong khi những người khác yêu bạn bằng tình thương của những người ruột thịt hay gần gũi. Khi nói đến tình cảm, đừng bao giờ tham lam. Hãy trân trọng bất kỳ tình yêu nào mà bạn đang có trong cuộc sống và không bao giờ được xem nhẹ nó. Tình yêu rất đặc biệt, cho dù tình yêu bạn nhận được là từ một người hay 100 người. Hãy ghi nhớ điều đó. Nếu bạn thực sự cô đơn, hãy thử nuôi một con thú cưng bất kỳ và bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy mình được yêu thương. 7. Tôi chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Đây là một lời khen tuyệt vời bạn nên dành cho bản thân mỗi ngày. Trong cuộc đời thường luôn có ai đó kiểm soát bạn, như bố mẹ, giáo viên, anh chị, ông chủ. Nhưng bạn lại chính là người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Bạn có thể làm được hầu hết những điều mà bạn muốn, và bạn có thể khả năng tự ra quyết định của chính mình. Đừng để ai hay thứ gì đó kiểm soát cuộc đời của bạn. 8. Tôi hạnh phúc. Khi phải trải qua những tình huống khó khăn, đừng bao giờ quên mình hạnh phúc như thế nào. Niềm hạnh phúc ở bên trong bạn, bạn không cần phải theo đuổi nó. Chỉ cần quyết định hạnh phúc thì bạn sẽ được như vậy.
Tôi biết rằng nói thì dễ hơn là làm, nhưng hãy cứ thử xem sao, bạn sẽ không hối tiếc về việc mình đã làm đâu. Tất cả các vấn đề và rắc rối của bạn sẽ biến mất trong nháy mắt. Bắt đầu ngày mới với những suy nghĩ tiêu cực là một thói quen không tốt. Đừng bao giờ làm điều đó bởi sự bi quan sẽ phá hỏng cả ngày của bạn. Hãy nghĩ về những mặt tốt của bản thân và đừng ngại tán dương chính mình. Tặng cho bản thân một lời khen nhỏ mỗi ngày sẽ giúp cho bạn yêu mình hơn và luôn lạc quan bước tiếp. Bài tập thực hành: nhìn vào gương, hãy tìm ra điểm đẹp nhất trên gương mặt, cơ thể và cả tâm hồn của bạn. Sau đó khen ngợi bản thân mình bằng những ngôn từ tích cực và yêu thương nhất. Ok, chúng ta sẽ dừng ngày hôm nay ở đây. Xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày làm việc, học tập hiệu quả và tràn đầy sức sống nhé. Hôm sau chúng ta lại tiếp tục nhé.